Hello anh em nha, chi nhánh 3 mở đây được không anh em? Để cầm xe với bán ô tô đây được không anh em? Trồng cây trái quá trời luôn, đẹp không? Phá về vườn anh em. Ngày xưa ở dưới quê thì phá lên thành phố Bến Tre ở được 10 năm hơn rồi, giờ lại muốn mua miếng đất ở thành phố Bến Tre làm vườn. Ở đây là ngay trung tâm thành phố anh em ha, tưới nước anh em không? Rau củ nè, quá trời luôn. Cây nè, ngày mới ban ngày quay anh em mình xem nha, trồng đủ loại cây luôn anh em, trái quá trời luôn. Giờ ăn được cốc với mặn nè, có cốc với mặn đây là mai nè ha. Đó, đẹp không? Đậu bắp nữa nè. Đậu bắp dưa hấu dưa gan nữa nè. Đó, dưa gan mà chưa chín anh em, còn nó xíu à. Bên kia có mấy cái dưa hấu nữa. Mai. Đó, hoa 10 giờ. Nhiều hoa lắm anh em. Để bãi này làm ăn nhậu được. Đó, hoa nè, cây. Đó, ở sau có sân bóng nữa nè anh em. Đã không? Nguyên sân bóng phía sau nữa. Đó, chiều chiều ai ra đây nướng thịt ha. À, hôm qua Đoàn Lâm với anh Chunawi về đây cũng chơi nguyên khuya ở đây. Vũ sữa <nữa. cười> Ok anh em có xe bán rồi em nha, mua 24/7 nha, Thịnh Bến Tre. Anh em nói cho đăng ký, vui lòng một nút đăng ký kênh nha.